Chào các bạn, chào các bạn, chào các bạn. Và video ngày hôm nay sẽ là một clip nói về cái vấn đề đó chính là tại sao dạo này ở Hàn Quốc đấy thì Việt Nam đang trở nên rất rất là hot các bạn hen. Nếu các bạn là một người sinh ra và nếu các bạn là một người mà sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, các bạn sẽ cảm thấy một điều đó chính là như thế này này. Ở Việt Nam đồ ăn rất là ngon đúng không? Đặc biệt là trong cái khu châu Á mình đồ ăn cực kỳ ngon luôn. Thứ hai là quá rẻ đi, mức sống, mức sinh hoạt ở đây quá là rẻ. Và hai cái yếu tố như vậy đấy là đủ để cho người Hàn Quốc người ta rất là thích đến Việt Nam để mà đi du lịch rồi các bạn ơi. Tại vì sao các bạn nhé? Chưa có đất nước nào mà có thể nhiều danh lam thắng cảnh như Việt Nam mình. Chưa có đất nước nào có nhiều cái món ngon như Việt Nam tụi mình mà lại giá cực kỳ rẻ đó các bạn ạ. Ví dụ nhé, các bạn chỉ cần khoảng 10 triệu đồng thôi. 10 triệu đồng mặc dù đối với người Việt Nam tụi mình là một số tiền rất là lớn, nhưng mà đối với người Hàn Quốc á, 10 triệu đồng kiểu như là chả là gì hết. Kiểu như là họ muốn đi du lịch ở nước ngoài rồi thì chuẩn bị 10 triệu đồng là một con số hiển nhiên thôi. Và với 10 triệu đồng như vậy các bạn thấy không? Mình có thể ăn chơi xả láng banh càng luôn. Hoặc là các bạn có thể đi những nhà hàng sang chảnh rồi những cái khách sạn trời ơi kiểu như quý tộc gì đó để các bạn check in thoải mái. Về những cái điều như vậy đó lại khiến người Hàn Quốc người ta rất là thích đến Việt Nam tụi mình. Và đặc biệt nhé, Việt Nam mình là một cái đất nước rất là thông minh, dân mình rất là thông minh. Kiểu như là họ làm về cái ngành du lịch á, thì đa số những người bán hàng hoặc là những người buôn bán những dịch vụ này nọ, đa số họ biết một chút tiếng Hàn. Kiểu như là ở chợ Bến Thành, ở Hồ Chí Minh hay là ở Sài Gòn đó, hoặc là ở Đà Nẵng á, thì đa số dân họ đều có biết một số tiếng của một nước, số nước khác. Ví dụ như họ có thể nói tiếng Hàn Quốc luôn nè. Cho nên là khi mà người Hàn người ta đến Việt Nam ấy, đặc biệt là ở Đà Nẵng, trời ơi, nào đó thấy dân buôn bán người ta có thể nói được một chút tiếng Hàn để mà có thể đủ mà khả năng giao tiếp buôn bán này nọ thôi. Điều đó rất là ok và dân người Hàn người ta rất là thích đến Đà Nẵng vì những lý do như vậy đấy. Và các bạn ạ, nếu mà các bạn là người Việt Nam nhé, các bạn đi qua Hàn Quốc các bạn hỏi là ở đây có ai nói tiếng Việt cho tôi hiểu không thì ôi không hề có, không hề có. Mà tiếng Việt á thì nói đó làm gì, tiếng Anh á, thậm chí tiếng Anh cũng chẳng có đâu các bạn ơi. Các bạn đừng có tưởng các bạn đi du lịch Hàn Quốc đó, các bạn kêu ôi tao biết một chút tiếng Anh nè, tao vô đây tao gọi món order cái thôi là chắc người ta sẽ hiểu. Ôi không hề, không hề các bạn nha. Các bạn vào nhà hàng sẽ có một số người làm những đó, người ta cảm giác như là ôi tụi mày tới Hàn Quốc, tụi mày đi du lịch thì tụi mày phải chuẩn bị tiếng Hàn đi, mắc mớ gì tao phải chuẩn bị tiếng nước của tụi mày hay là tao phải chuẩn bị tiếng Anh để làm chi. Họ người Hàn Quốc có một cái tính gọi là tính tự tôn dân tộc rất là cao, nghĩa là sao tao sống ở Hàn Quốc rồi mắc gì tao phải học tiếng khác, bây giờ mày tới nước tao mày phải tự học tiếng nước tao. Và những cái lần mà order hay là bán nhà hàng hay mấy cái dịch vụ như vậy ấy, thường thì họ không có chịu học tiếng Anh hay là họ không chịu học những cái ngôn ngữ khác đâu. Cho nên là khi các bạn đi du lịch ở Hàn Quốc á thì nó cực kỳ khác với ở Việt Nam tụi mình, đó là như vậy đấy. Nhưng mà có một trường hợp đặc biệt là ở Hàn Quốc người ta hay xài tiếng Trung Quốc lắm nha. Tiếp theo nữa nè, các bạn đừng có tưởng cái giá rẻ của Việt Nam mình chỉ để dành cho du lịch không đâu. Thôi đi, ở Việt Nam mình á, chính vì cái rẻ như vậy á, người Hàn Quốc người ta đi tới Việt Nam người ta làm ăn. Các bạn ạ, mình kể cho các bạn nghe là hồi đó mình đi làm gọi là dạy thêm tiếng Việt cho một cái gia đình ở Hàn Quốc á. Không phải gia đình người Hàn Quốc sống ở Việt Nam chứ. Thì gia đình đó có một bà vợ, đấy, có một ông chồng và hai đứa con nhỏ là hai đứa con trai. Các bạn hén, trong gia đình đó chỉ có đúng một ông chồng đi làm thôi, mà ông chồng đó làm chức chắc cũng làm sếp gì đấy. Thì một ông chồng như vậy, ông chồng phải lo cho cái nhà nó như thế nào? Thuê một cái chung cư, một cái chung cư ở một cái khu quận 2 các bạn. Khu quận 2 trời ơi giá đại gia đó nha, Đức quận 2 là hơi bị mắc đấy. Cho hai đứa con nhỏ mà hai thằng trai đi học trường quốc tế mà các bạn biết rồi đó, trường quốc tế giá học phí trên trời. Còn bà vợ thì cứ ở nhà đi chơi hoặc là đi nấu ăn rồi lo việc gia đình thôi, chứ bà vợ không cần phải làm gì hết. Mà các bạn nghĩ coi, những người Hàn Quốc khi mà người ta đến Việt Nam như vậy, người ta sống như vậy đấy, thì người ta sẽ như thế nào? Người ta sống bằng cái lương Hàn Quốc và xài thì xài bằng cái số tiền Việt Nam. Nghĩa là sao? Các bạn nghĩ coi, như mình nói nãy giờ, cái lương ông đó phải là cao biết bao nhiêu nha, để mà có thể lo cho cả gia đình như vậy ở Việt Nam như vậy đó. Thì các bạn thấy đi, trời ơi, Việt Nam không cần phải nói gì hết, chỉ cần thấy là trời ơi, tao sống ở Việt Nam bằng lương Hàn Quốc thôi, thoải mái luôn, vô tư luôn các bạn ơi. Đó là một trong những cái lý do mà người Hàn Quốc đến Việt Nam để sống rất là nhiều. Thế nhưng các bạn cũng phải cẩn thận nha, cũng có một số người Hàn Quốc người ta tới Việt Nam nó không phải cái kiểu mà đàng hoàng tử tế đâu. Có rất là nhiều người Hàn Quốc người ta tới Việt Nam để mà lừa đảo. Mình đã đi làm bên văn phòng pháp luật, với lại mình làm về nhiều cái dịch vụ đi dịch thuật này nọ đó, thì có nhiều cái người ta đến để bán hàng đa cấp thì cũng rất là nhiều luôn. Người ta lừa đảo nhau nha, người Hàn Quốc lừa đảo nhau hoặc là lừa người gì cũng có luôn các bạn ơi. Cho nên là các bạn cũng phải cẩn thận. Tiếp theo là cái vụ mà tại sao dạo này có nhiều người Hàn Quốc người ta làm những cái vlog hoặc là người ta làm những cái về chuyên về kiểu như là showbiz đó các bạn, showbiz đó. Thì
tại sao họ lại tập trung vào phía Việt Nam và có nhiều người Hàn Quốc người ta qua Việt Nam để làm ca sĩ diễn viên như vậy. Thì các bạn nghe, không có cái đất nước nào như đất nước Việt Nam tụi mình đâu. Trời ơi, tụi mình quá là thần tượng hâm mộ người Hàn Quốc đi. Vâng, em đây, em là một trong những người đấy. Em từ bé em cũng đã rất là thích Hàn Quốc rồi, cho nên là khi mà em thấy là được tiếp xúc với Hàn Quốc thì mình rất là thích. Kiểu như cái đó thì các bạn cũng khỏi cần phải, từ từ con cháu có đang nghĩ không? Ê, kiểu như là người Việt Nam mình quá là thích Hàn Quốc, chỉ cần là người Hàn Quốc thôi cũng đã thấy thích rồi. Và đặc biệt đó là lần trước mình có thấy một YouTuber nào đó nha, không có nói tên đâu. Thì cái anh này á, là ảnh làm YouTuber nhưng mà đến lên Facebook của ảnh thì ảnh thấy là ảnh ngồi ảnh kêu là ôi trời ơi, Việt Nam thế này vậy, với nọ ngồi mà nói nguyên bài văn mà kiểu như là tại sao cái dân Việt Nam lại không biết xếp hàng, trong khi dân của tụi tao đồ này nọ là phải xếp hàng này nọ đấy. Các bạn thấy không? Lý do tại sao người ta lại tới Việt Nam, người ta đầu tư vào cái mảng showbiz hoặc là mảng YouTube hoặc là mảng mà nghệ sĩ như vậy đấy. Thì trời ơi, quá là dễ ăn đi. Tại vì người Việt Nam thấy chỉ cần là Hàn Quốc thôi là giống như là ca sĩ diễn viên rồi. Thiệt á, mình cũng thấy thấy giống giống vậy. Kiểu như cái tư tưởng tụi mình hay bị như vậy đó. Cho nên tụi mình vẫn tưởng tượng nhầm là như vậy. Và khi Hàn Quốc thấy được cái tư tưởng người Việt Nam như vậy đấy, thì người ta muốn đẩy mạnh vào cái gọi là cái ba cái nghệ thuật đồ này nọ, ba cái showbiz hoặc là ba cái mà liên quan tới idol. Đó là người Việt Nam đảm bảo thích, cho nên là tao sẽ về Việt Nam và tao sẽ làm YouTube cho tụi mày xem. Đó là những lý do mà người ta muốn làm YouTube ở Việt Nam như vậy đấy. Về cái bóng đá, các bạn thấy là ôi ở Việt Nam có một huấn luyện viên nổi tiếng Park Hang-seo làm cho Việt Nam rạng danh các bạn ạ. Đối với các bạn cảm thấy là chắc là người Hàn Quốc người ta rất là thích yêu thích bóng đá Việt Nam mình như vậy đó, cho nên là người ta tung hô. Nhưng mà theo mình thấy thì họ tung hô cái bóng đá Việt Nam tại vì bóng đá Việt Nam có một huấn luyện viên là người Hàn, và cái vị huấn luyện viên này, ông Park Hang-seo, mình không có nói vì kiểu như là mình không có nói gì Park Hang-seo về cái chú Park Hang-seo nhé, mình có một cái sự tôn trọng nhất định cho chú. Mặc dù á, người Hàn á, người ta không có nói ra miệng cho các bạn biết đâu, nhưng mà trong thâm tâm người ta nghĩ như vậy nè các bạn ơi. Cái bóng đá Việt Nam tụi mày đấy nhờ một huấn luyện viên người Hàn dẫn dắt cho nên mới được thành công như ngày hôm nay. Tụi tao muốn tung hô, tụi tao muốn nhắc nhiều về đá banh, tụi tao lúc nào cũng muốn lên báo về những bài về bóng đá Việt Nam mà có huấn luyện viên Park Hang-seo. Đó là bởi vì tụi mày được một người Hàn dẫn dắt. Chứ nhìn coi bóng đá Việt Nam, các bạn lên coi đọc báo coi có nói về những cái đội tuyển khác đâu, gần như là không ấy. Cho nên là nếu mà các bạn nói là ở người Hàn người ta thích rất yêu thích bóng đá Việt Nam thì không có phải. Theo mình thấy thì người Hàn người ta yêu thích bóng đá Việt Nam tại vì có huấn luyện viên Park Hang-seo. Thì mình không có thể nói là người Hàn Quốc người ta ghét Việt Nam tụi mình đâu, nhưng mà mình thấy những cái lý do như vậy đó chính là những cái lý do khiến cho Việt Nam mình trở nên nổi tiếng ở Hàn Quốc các bạn em. Nhưng mà có người này thì cũng có người kia chứ, nói hoài câu này quá. Thì cũng có rất là nhiều người Hàn Quốc người ta cũng yêu thích Việt Nam thực sự, nhưng mà nếu mà các bạn nói thì cái số lượng Việt Hàn Quốc, người Hàn Quốc người ta yêu Việt Nam thì thực sự là không có nhiều các bạn à. Hello motherfucker. Các bạn có biết đó, là nếu mà một bé đứa bé Hàn Quốc nào đó mà có dòng máu lai với Việt Nam thì các bạn thấy là nó sẽ rất là xấu hổ các bạn nhé. Mình đã đi dạy rất là nhiều nơi rồi, mình cảm thấy là nếu mà các bạn bị lai, con lai đã nói là con lai thôi rồi, mình đã thấy bị đối xử phân biệt và bị mấy đứa trong trường rất là ghét bỏ, và đặc biệt mà lai Việt Nam nữa, trời ơi thôi là xấu hổ luôn ấy. Thì có thể là những đứa bé đấy ấy, nó không có cảm thấy là mặc cảm hay cảm thấy xấu hổ về cái dòng máu Việt Nam mình, nhưng mà ở Hàn Quốc nếu mà đứa bé đó lớn lên á và đi học ở Hàn Quốc mà học đúng nghĩa trường mà toàn những Hàn Quốc chứ không phải là những trường quốc tế đấy, thì tụi nó sẽ rất là hay bị kỳ thị, bị xa lánh này nọ đấy. Và nếu mà như vậy thì tụi nó tự bản thân tụi nó sẽ cảm thấy xấu hổ với cái việc nó bị là con lai. Tiếp theo nữa chính là cái việc mà Việt Nam khó lòng mà để người Hàn Quốc người ta yêu thích được lắm, đó chính là đi du lịch. Bạn mình á là một đứa Việt Nam rất là ghiền đi du lịch Việt Nam các bạn ơi, thấy nó du lịch riết luôn mà rất là thân với mình. Thì nó cứ đi về đi tới lui vậy, và có một lần cái này bị ăn cắp. Thì nói chung là chỗ nào cũng ăn cắp, nhưng mà Việt Nam mình rất là hay xảy ra cái tình trạng ăn cắp như vậy, cho nên là cái tiếng xấu thì đồn xa thôi. Cho nên là nếu mà về Việt Nam thì đa số người ta hay bảo là ôi cẩn thận với chuyện cướp nha, ngay cả mình là người Việt Nam mà mình còn khuyên mới đến Hàn Quốc du lịch là phải chuẩn bị như vậy đấy. Qua Hàn Quốc là chỉ lấy chồng thôi, qua Hàn Quốc thì chỉ đi lao động thôi. Đó là cái ánh nhìn của người Hàn Quốc, người ta nhìn vào mấy người Việt Nam tụi mình khi mà ở Hàn Quốc như vậy đấy. Và nếu các bạn đang ở đây mà các bạn không có phải đang du học bên này, thì các bạn biết ở Hàn Quốc ở Việt Nam nổi nhất là cái gì không? Chính là trốn bất hợp pháp. Người Việt Nam trốn bất hợp pháp rất là nhiều các bạn ạ. Nếu các bạn ở bên này thì các bạn đương nhiên sẽ một hai lần nghe được cái tin tức đó thôi. Và mình thấy là Việt Nam ở Hàn Quốc cũng nhờ những cái tiêu chí như vậy đấy. Thì có rất là nhiều người ta rất là thích Việt Nam, nhưng mà đến cái nỗi mà cả đất nước Hàn Quốc đều tung hô Việt Nam á, thì mình
chưa thấy được đến cái mức đó đâu. Thế nên cái vlog này nó kiểu như là để chia sẻ cho các bạn dạo này lý do tại sao Việt Nam hay lên báo Hàn Quốc như vậy, để cho chúng mình không có bị ảo tưởng sức mạnh nhiều lắm, mà để các bạn có một cái nhìn thực tế hơn về đất nước Hàn Quốc cũng như là cái hình ảnh của Việt Nam đang như thế nào đối với đất nước Hàn Quốc tụi mình, để sau này mình có thể có nhiều cái để mình cải thiện hơn, có thể là giúp đất nước mình tốt đẹp hơn lên thì sao. Ok, và vlog ngày hôm nay đến là kết thúc rồi. Nếu các bạn có muốn chia sẻ cái gì về những câu chuyện mà mình vừa mới kể trên đó, các bạn có thể comment phía dưới để cho các bạn khác cùng nghe nha. Bye bye các bạn.